Xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị cùng theo dõi tập 48 của audio ngôn tình Tổng Giám Đốc Anh Thật Lá Hư, tác giả Cơ Thủy Linh, giọng đọc Ngoan Nguyên. Chuyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh và subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Để có thêm thông tin về các bộ truyện mà nhóm đang thực hiện, vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Và quý vị cũng đừng quên chia sẻ những tập yêu thích lên trang cá nhân của mình, giúp nhóm có cơ hội được tiếp cận với nhiều người hơn nữa. Tập 48, chương 495, hình ảnh người đàn ông ăn bánh sữa. Tuy nhiên, lời nói của con gái lại cực kỳ hờn dỗi. Nhưng mà Hoàng Mai Diễm vẫn có cảm giác con gái đối với chính mình không đồng ý và còn chỉ trích. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, chú Bùi của con sau lưng mẹ đề xuất yêu cầu với mẹ Bùi Tạp Tư. Vì sao chú Bùi lại có dụng ý đề xuất loại yêu cầu này chứ? Lời nói của Tư Vũ trước đây lại vang lên trong đầu Vũ Nghê, tâm trạng lại bị kích động vì chuyện xưa kia mà bắt đầu suy đoán. Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện không? Về nguyên nhân gì mà chú Bùi lại muốn mẹ phải tham gia hôn lễ của Tạp Tư? Hoàng Mai Diễm bị ánh mắt ngờ vực của con gái đang nhìn mà toàn thân cảm thấy có chút sợ hãi, vội vàng mở to mắt. Mẹ thấy chú Bùi của con cũng không có ý gì khác, chủ yếu là vì quan hệ của mẹ và Tạp Tư thôi, không phải sao? Ít nhất thì Tạp Tư còn cung kính kêu một tiếng mẹ hai. Ngày lễ hay ngày Tết, nó đều tới thăm mẹ. Nó cũng không coi mẹ là người ngoài hay là một người đàn bà xấu xa. Vũ Nghê rõ ràng cảm thấy được ánh mắt né tránh của mẹ mình, mà ánh mắt của cô nhìn bà càng sâu sắc khó dò rồi. Ngón tay sạch sẽ trắng nõn của Hoàng Mai Diễm bỏ vào trong túi đựng thức ăn cho cá, lấy ra một ít thức ăn và ném vào trong bể cá. Mẹ, không phải mẹ vừa nói cho cá ăn rồi sao? Lại cho chúng ăn nữa không chừng sẽ bị no mà chết đấy. Vũ Nghê thở dài và nhắc nhở mẹ mình. À, Hoàng Mai Diễm hít một hơi khí lạnh, lấy cây vợt mò vào trong bể để lấy ra thức ăn vừa mới ném vào. Hơ, không kịp rồi, mấy con cá này rất quý giá, chú Bùi của con rất yêu quý chúng. Nếu như bọn chúng bị mẹ làm cho nó chết thì nhất định ông ấy sẽ trách mẹ. Mẹ, sao lại có thể như vậy? Chú Bùi sao có thể tức giận với mẹ được? Chú ấy yêu mẹ không bằng mấy con cá này sao? Vũ Nghề tựa như những người con gái, từ sau lưng ôm trọn mẹ mình, cằm đặt lên đầu vai của bà. Hoàng Mai Diễm cười nhạt như thừa nhận. Vũ Nghề lại đem chuyện hôn lễ của Bùi Tạp Tư tiếp tục hỏi. Mẹ đi theo chú Bùi như vậy, có phải có cái gì ràng buộc mẹ, khiến mẹ không thể rời khỏi chú ấy, có phải không? Mẹ thương ông ấy, bà nói rất đơn giản. Mẹ, con thật sự là con gái của mẹ sao? Mẹ có bí mật không thể nói cùng con đúng không? Mấy năm đã qua đi, con cũng đã trưởng thành, con cũng có thể chia sẻ tâm sự với mẹ chứ. Mẹ không có gì để tâm sự hết mà. Nếu có thì con cũng đã biết hết rồi. Không phải là nếu như bị người ta phụ bạc thì tâm trạng cũng không thể vui vẻ như vậy được sao? Nhưng mà mẹ cũng đã hoa tàn ít bướm, tức già rồi không ai theo đuổi. Nếu không dựa vào chú Bùi của con thì biết phải làm sao bây giờ? Vũ Nghề chớp chớp ánh mắt, đi đến trước mặt mẹ mình. Mẹ, nếu như thế thì mẹ rời khỏi chú Bùi đi, con sẽ chăm lo cho mẹ. Ha, mẹ sẽ rời bỏ ông ấy. Lời nói của bà đầy ngụ ý, mà còn rất nhanh nữa. Mẹ như vậy có nghĩa là sẽ rời bỏ chú Bùi rồi sao? Không lẽ là do cô suy nghĩ nhiều sao? Mẹ, Tạp Tư có phải con trai ruột của mẹ không? Vũ Nghề vẫn hỏi bà. Con nói cái gì vậy? Tạp Tư làm sao lại là con trai của mẹ được? Con đừng nghĩ lung tung nữa. Đời này của mẹ chỉ sinh có hai người con gái thôi, một là con và một là em gái của con. Hoàng Mai Diễm lập tức phủ nhận, tựa như lời nói của Vũ Nghê nói ra rất đáng sợ. Ha, chắc là do con suy nghĩ quá nhiều. Con đấy, những lời này thật sự không thể nói lung tung được đâu, nghe chưa? Tình cảnh hiện tại của mẹ cực kỳ mẫn cảm đấy. Bà sờ sờ tóc của con gái. Bất quá thật sự mẹ muốn rời bỏ chú Bùi của con sớm một chút, không vì cái gì khác cả. Mẹ là mẹ của con, đương nhiên cũng phải chừa một chút mặt mũi cho con gái của mẹ đúng không? Không thể sau này khi nhìn đến bà thông gia
thì để cho con gái mình không thể ngẩng đầu lên được. Lời nói của mẹ khiến cho Vũ Nghi muốn khóc. Mẹ, nếu thật sự mẹ không thể rời bỏ chú Bùi như vậy, mẹ đã tạo ra khoảng cách như thế, không thể tách rời thì cũng phải bỏ đi. Không được, anh nói cho em biết, em là người phụ nữ của Bùi Chấn Lương này, không ai có thể chia rẽ chúng ta được. Lời nói kiên định không cho người khác phản bác lại, tuyên bố tràn ngập ham muốn chiếm giữ đã khiến cho Vũ Nghê sợ hãi và cảm động, đồng thời cũng cảm thấy áy náy cho rằng mình không nên cùng mẹ nghĩ cách này hay cách khác. Hai, Vũ Nghê thở dài. Làm sao vậy? Có chuyện gì rắc rối lẩn quanh sao? Lạc Ngạo Kiệt sau khi tắm rửa xong đi tới, vừa lau giọt nước nhỏ li ti trên người, vừa ngồi vào bên cạnh chiếc giường lớn. Cổ áo mở rộng lộ ra một làn da trắng màu đồng rắn nơi chắc cổ. Hình ảnh tựa như lười biếng càng làm thêm gợi cảm. Hiện giờ trong anh thật sự anh Tuấn khiến cho người ta mê đắm. Vũ Nghê hít một hơi khí lạnh, tâm can cũng bị rung động. Người đàn ông mê người như vậy khiến cho cô thật sự không thể tách rời được. Giờ phút này cô cảm thấy chính mình đã sai lầm. Chú Bùi cũng là một người đàn ông mê hoặc như vậy, mà ông ấy lại thật sự rất yêu mẹ. Hồi lâu không thấy vợ mình đáp lại, Lạc Ngạo Kiệt giơ đôi tay lên trước mặt Vũ Nghê, cua cua. Vợ à, em đang nghĩ cái gì vậy? Chồng em đang ở đây mà em cũng không thèm nhìn đến sao? Một chút phản ứng cũng không có. Hôm nay em đi thăm mẹ. Rốt cuộc cô cũng đã mở miệng, sau đó kéo cánh tay anh. Ngạo Kiệt, anh nói những người yêu nhau chân thành thì nên ở cùng với nhau đúng không? Anh Vân Đạm Phong Kinh cười cười, khẽ vuốt đôi gò má trắng như tuyết của vợ mình. Em muốn nói về chuyện của mẹ em và chú Bùi đúng không? Hai người bọn họ đều đã lớn tuổi như vậy, đương nhiên họ phải có cái lý của họ. Cho nên để làm một người con ngoan thì tốt nhất em đừng nên can thiệp vào. Thời điểm khi còn trẻ đã không thể rời nhau được thì hiện giờ đã lớn tuổi như vậy mà làm cho hai người họ lo lắng nóng giận để làm chi, đối với thân thể cũng không tốt. Nhưng mà đối với thím Bùi thì em lại cảm thấy không công bằng cho thím ấy. Lạc Ngạo Kiệt lấy trong phòng trẻ sơ sinh ra một bao bánh sữa, lấy ra một miếng đặt vào trong miệng và nói: Thím Bùi hồi trẻ cũng không có rời đi, cho dù là bị áp lực gia đình thì anh cũng cảm thấy được thân thể của người già cũng đã quen rồi. Nếu bỗng nhiên cho thím ấy nóng giận, không chừng còn có thể dẫn tới cao huyết áp đúng không? Anh theo khía cạnh sức khỏe của người già mà phân tích vấn đề. Tuy nhiên lời của anh nói rất đúng, như anh đang kể một câu chuyện cười vậy, nhưng mà khi cẩn thận phân tích thì thấy rất có lý. Tự như uống rượu trong người có một thời gian dài, tuổi tác cũng tăng theo, một khi bị đình chỉ không uống được nữa thì ngược lại huyết áp bỗng tăng. Đây cũng là một hợp lý. Chỉ là anh vừa ngậm một mảnh bánh sữa vừa nói chuyện, nhìn bộ dạng như thể rất là cà lơ phất phơ. Vũ Nghê nhắm ánh mắt lại, đạp anh một cước. Sao anh lại ăn đường nữa rồi hả? Cẩn thận kẻo tăng lượng đường trong máu đấy. Để triệt để cai thuốc lá thì anh lại phải đặc biệt thích đồ ăn vặt, nhất là đường. Bởi vì là một người đàn ông thì rất xấu hổ nếu đi mua, cho nên đành phải ăn bánh sữa của con mình. Dù sao cũng không biết là có phải là quà của nhân viên gửi tới hay không. Bảo của họ mới có hơn một tháng tuổi thì làm sao có thể ăn được bánh sữa. Nếu anh không tiêu diệt đám bánh đó cho sạch sẽ, không chừng để quá thời hạn thì lại ném vào thùng rác mất thôi. Chương 496, trình độ cao siêu của cáo già. Vậy sao? Vừa ăn xong miếng bánh sữa, bỗng nhiên lòng can đảm của anh biến thành run sợ, miệng đang mấp máy cũng ngừng lại. Vì anh cứ luôn luôn ăn bánh sữa như thế, đương nhiên là dễ bị mắc rồi. Vũ Nghê gật gật đầu, thật ra phần lớn là do cô đang hù dọa anh. Vậy thì làm sao bây giờ? Có phải uống nhiều nước vào sẽ khá hơn một chút hay không? Trời ạ, vốn dĩ so với tuổi của cô thì anh nhiều hơn không ít đó sao? Anh cũng không muốn thân thể của mình không khỏe mạnh, vợ con đều xinh đẹp thế kia, người ta ai cũng thích, anh đây không thể cam tâm ném cho người khác được. Ha, uống nhiều nước có thể làm nhạt đi sao? Vậy thì anh nhanh chóng uống nước đi. Lạc Ngạo Kiệt khó xử, khẽ xoa xoa nơi trán.
mày hơi nhíu nhíu lại. Thật đúng là khác hẳn với phong thái vốn có của một người đàn ông. Việc này... Làm sao vậy? Trong phòng bếp không có nước sao? Cô chớp chớp mắt, nói có phần trêu đùa. Thật sự rất khó tưởng tượng một người đàn ông trưởng thành, đã lớn tuổi, thực siêu việt mà cô đang nhìn thấy đấy, vậy mà lại có bộ mặt như một cậu bé con vậy. Đồ ăn vặt, trời ạ, chỉ mới nghĩ thôi đã muốn làm cho người ta phải rớt kính mắt. Đương nhiên là không phải, chỉ có điều buổi tối uống quá nhiều nước, mặt sẽ bị phù thủng, nhất là quanh nơi mắt. Anh mới chỉ có thể loáng thoáng vài nếp nhăn nơi khóe mắt thôi, như vậy sẽ bất lợi cho sức khỏe của thân thể. Ha, cô buồn cười ôm lấy anh, bàn tay trẻ trung ôm chặt lấy gương mặt anh. Em xem ra là anh đang sợ chính mình bị tiêu thành một ông già đúng không? Anh áp sát mặt cô, dùng lực mổ một cái trên môi đỏ mọng của cô, vừa như trả thù lại vừa như gặm cắn một cái. Em dám bảo anh là ông già sao? Anh đâu có già chứ. Ha, không có. Làm sao em dám nói anh già chứ? Cái này là quá không đúng với sự thật. Em làm nghề truyền thông, cái cơ bản nhất chính là phải thật sự trong chân thực. Nếu điểm này cũng không giữ vững, vậy làm sao có thể làm việc được đây? Bộ dáng của chồng em siêu cấp trẻ trung, nếu không ai biết nội tình cũng nghĩ anh mới chỉ có 27-28 tuổi thôi. Miệng của Vũ Nghê tựa như được quét một lớp mật thật dày vậy, nói ra những lời thật sự rất ngọt ngào. Mà này, ai nói chỉ có phụ nữ mới được thích được người ta khen ngợi là trẻ? Là Ngạo Kiệt đã hơn 35 tuổi mà cũng giống như được đổ thuốc mê vào vậy, khóe miệng cong lên, vẻ mặt cười thật ngây ngô. Cô và anh cũng chán, bốn mắt nhìn nhau, soi trong con ngươi đen láy tìm bóng dáng của nhau. Lạc Ngạo Kiệt chớp chớp mắt, lập tức sinh ra chủ ý hư hỏng. Uống nước cũng không thể giải quyết được hoàn toàn vấn đề, anh không thể ngày nào cũng ra sức uống nước được, có đúng không? Vậy thì anh muốn thế nào? Anh lại cười thật xấu xa. Bàn tay to cũng bắt đầu làm việc lộn xộn trên người Vũ Nghê. Trên thân thể của em có vật anh cần tìm. Ha, thật không? Lời mở đầu không có câu đáp lại phía sau, tức thời cô cũng chưa thể nào hiểu rõ ý tứ của anh. Đúng vậy, hơn nữa còn bảo vệ môi trường, đầy dinh dưỡng, mà lại còn không mất tiền mua. Vừa nói, bàn tay to của anh đã từ từ đi vào bên ngoài, sờ soạn đi vào bên trong. Bàn tay to của anh kéo ra chiếc áo ngực đang bao trong đó một kho lương thực dự trữ lớn, ngầm tính vút ve trên đó. Cho dù là người ngu ngốc đi chăng nữa cũng biết được mục đích của anh không chỉ có trên bề mặt như vậy thôi. Vũ Nghê để bàn tay to của anh ra, xấu hổ đến đỏ mặt, nói trách cứ. Đừng có như vậy, em cực kỳ ngứa. Được rồi, anh không sờ soạn, không xoa nhẹ, không tóm lấy nữa. Quả nhiên anh dừng lại toàn bộ động tác, bàn tay to rời khỏi phía trước nơi gò đồi mềm mại. Nhưng mà anh lập tức bắt đầu lật quần áo của cô lên. Nơi no đủ của cô, hai nụ hoa đỏ bừng nổi lên, hiện lổ lộ giữa không khí. Cô muốn che lại, anh không cho. Hai tay anh nắm giữ hai tay của cô, kiềm chế ở hai bên thân thể cô. Tư thế này làm cho ngực của cô càng đưa lên phía trước, hai nụ hồng đào càng thêm đứng thẳng no đủ, giống như quả đã chín đang đợi ngắt lấy. Đừng như vậy, cô hồn dỗi ngăn cản, nhưng ngữ điệu lại tràn đầy hương vị khao khát nghênh đón. Quả thật là anh rất thích uống sữa, lại nói sau khi chúng ta sinh ra nhóc con kia, anh thật sự bị hương vị kia cuốn hút. Anh ngẩng mặt lên nói cực kỳ vô tội, cho nên anh mới có thói quen ăn bánh sữa. Nếu như bú sữa mà có tác dụng làm cho cơ thể nảy sinh sức khỏe, vậy thì hãy để cho anh được dùng thứ đồ ăn đấy cho khỏe mạnh đi. Không thể, anh ra vẻ tức giận nói chỉ trích. Vậy em cũng không suy xét có cần làm cho anh khỏe mạnh hơn sao? Sao em lại không suy xét chứ? Cô cảm thấy bực mình cực kỳ oan uổng. Vậy thì hãy cho anh ăn đi. Nói xong, anh dùng bạo lực vây chặt lấy cô, mở rộng miệng một miếng ngậm vào nơi đó của cô, giữ chặt ở trong miệng. Anh! Cô vừa nói vừa một từ kháng nghị anh, câu kế tiếp đã chuyển thành từng tiếng rên rỉ. Nhẹ một chút, anh làm cho em đau quá. Anh dùng đầu lưỡi mềm mại của mình ở nơi nụ hoa của cô, choáng váng vừa khẽ vòng, từ từ nuốt nhả. Anh bố mút từng ngụm từng ngụm.
Cô có thể cảm giác rất rõ ràng nơi bầu ngực đang căng trướng đã từng chút một mềm mại. Từng dòng sữa từ từ trong thân thể của cô tuôn chảy vào trong miệng anh. Anh nuốt phát ra tiếng ừng ực. Lăn lộn một bên hiển nhiên là không đủ dùng. Anh ngẩng đầu lên, lại bắt đầu lăn lộn ở bên kia. Bắt chước đúng cách, lương thực ở bên kia cũng chảy vào trong dạ dày của anh. Cô nhăn hết cả trán, dùng ngón trỏ che vào nơi hở sữa anh với nụ hoa, không được cho anh thuận lợi hút nguồn dinh dưỡng kia nữa. Anh bú một ít đi chút, lát nữa con của anh sẽ không còn để mà bú nữa đâu. Ha, chẳng phải là nhóc con vừa mới bú xong rồi mới ngủ đấy sao? Không thể nào lại bắt đầu tiếp tục bú nhanh như vậy được. Anh không muốn phun ra thứ gì đó, đồ ăn của mình yêu nhất kia, nên nói mơ hồ không rõ tiếng. Sao lại không chứ? Một lát nữa con sẽ đói, có được hay không? Nếu anh đã bú hết sữa, để xem chốc nữa con trai của anh sẽ ăn cái gì. Cô cau cái mũi, nói nhắc nhở. Lấy con trai ra để uy hiếp anh, thật sự là không có tác dụng. Tôi cực kỳ không tình nguyện, nhưng anh vẫn ngẩng mặt lên. Để anh đi lấy cho em canh nóng để uống. Động tác của anh cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức nhảy xuống giường, sau đó chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhìn anh rời khỏi phòng ngủ, Vũ Nghê vừa hạnh phúc vừa buồn cười lắc đầu. Người đàn ông này đúng là càng ngày càng khờ dại. Anh thật sự cho rằng cô là máy móc chắc. Bên trên uống nước canh lập tức có thể tiết dây ra sữa được sao? Oán hận thì oán hận, nhưng mà cô cảm thấy mình càng ngày càng hạnh phúc. Tuy Hào Hoàng Mai Diễm đã nói rõ ràng mình chắc chắn không thể tham dự hôn lễ của Tạp Tư, nhưng Bùi Trấn Lương vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình, bởi vì ông biết lời của Hoàng Mai Diễm nói không muốn tham dự kia đều là nói dối, cho nên ông vẫn kiên trì mà do dự. Mà do sự kiên trì của ông nên đã làm cho cả nhà khắc khẩu không ngừng. Mắt thấy mâu thuẫn càng ngày càng lên cao, mặc dù không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của cha mẹ, rốt cuộc Bùi Tạp Tư cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Anh đi tìm cha mình, hy vọng ông không nên kiên trì loại yêu cầu phá phận này nữa. Cho dù anh được nuôi bằng bầu sữa của mẹ hai là bí mật tuyệt đối không công khai, nhưng ít nhiều cũng cần phải giữ lại cho mẹ anh một chút thể diện chứ. Đang lúc loảng xoảng, bốp, bộ ly cà phê có giá trị trung điệp rời vỡ trên mặt đất, phát ra âm thanh mạnh mẽ, sau đó trực tiếp trở thành những mảng nhỏ trên mặt đất hòa lẫn với cà phê cùng một chỗ. Đúng lúc ấy Bùi Tạp Tư nghiêng người đi, may mắn tránh được một kiếp nạn. Nếu không, hiện tại bể vỡ không chỉ là ly cà phê mà còn cái đầu của anh nữa. Nếu như con tới để khuyên nhủ, vậy thì miễn đi. Hiện giờ ta không muốn nghe con nói chuyện, con cút đi cho ta. Bùi Trấn Lương từ trên ghế đứng lên, chỉ vào cửa chính quát lớn. Ba, người làm sao vậy? Vì sao cứ phải muốn làm chuyện đoạn tuyệt như vậy? Trước kia ba cũng không phải là người như thế. Bùi Tạp Tư nhắm mắt lại, nhìn cha mình cực kỳ khó hiểu. Ngày trước thì cha anh và mẹ anh ở cùng một chỗ, nhưng quả thật cũng còn chiếu cố cảm xúc của mẹ anh, để cho mẹ anh mười phần mặt mũi. Cho nên đối với việc cha anh ở bên ngoài, chuyện tình cảm của ba với người phụ nữ kia cũng không có quá nhiều phản cảm. Dù sao con người còn có lúc sống, cuộc đời cũng chỉ có như vậy. Nếu không thể cùng người mình yêu ở cùng một chỗ, đó mới là chuyện biết bao nhiêu khổ sở. Về sau thông qua một lần ở chung, anh cũng đã hiểu được quả thật Hoàn Mai Diễm cũng là một người phụ nữ rất tốt. Nhưng giờ đây chuyện này quả thật làm cho anh có cảm giác thấy phản cảm ở bọn họ rồi. Bùi Tạp Tư nhịn cơn tức giận xuống, ngữ điệu chậm lại, tiếp tục khuyên bảo. Ba, nhiều năm qua mẹ con đã phải nhẫn nhục chịu đựng như vậy rồi. Mẹ đã không hề thúc ép bất cứ chuyện gì của ba. Hôm trước bất quá cũng là lần đầu tiên tiếp xúc chính diện với mẹ hai mà thôi. Suy xét vài giây, Tạp Tư vẫn dùng cách xưng hô với Hoàng Mai Diễm là mẹ hai. Cũng không biết vì sao anh không thể cung kính với bà. Ba, ba không thể không cân nhắc vì mẹ một lần hay sao? Bùi Trấn Lương ra vẻ bệ vệ, thoáng nâng lên hạ xuống bả vai không ít. Trừ bỏ chuyện này, về sau bất cứ chuyện gì ba đều sẽ nghe con, nghe mẹ con còn không được sao? Ầm, cánh cửa phòng hờ lập tức bị người bên ngoài đạp tung ra. Tạp Tư, con không cần cầu xin ông ta, cứ để theo ý của ông ấy đi. Muốn để cho ai tới thì tới, bảo để ai đi cũng mặc kệ. Đã nhiều năm trôi qua như vậy,
có bao nhiêu thể diện mẹ cũng đã bị mất hết rồi. Triệu Nguyệt Nga khóc đầy bi thương, kéo tay con trai đi ra ngoài cửa. Mẹ! Tạp Tư không lay chuyển được mẹ mình, đành phải đi theo mẹ. Nhưng tầm mắt của anh lại rơi vào bên người của cha mình. Bùi Chấn Lương vẫn không hề nói gì, kiên trì ý định của mình. Thân làm con trai, lúc đi ra ngoài cửa phòng, Bùi Tạp Tư đã triệt để thất vọng đối với cha mình rồi. Mẹ, đừng khóc, mẹ phải biết rằng cho dù như thế nào, con đều đứng về phía mẹ. Đáng chết, nếu không phải vì muốn cho Tư Vũ một buổi hôn lễ thật hoàn mỹ, anh thật sự không muốn làm chuyện này. Rõ ràng phải là một chuyện vui vẻ hạnh phúc, hiện tại tất cả mọi người đã trở nên mất hứng, còn muốn làm ra chuyện gì nữa đây không biết. Trong mắt Triệu Nguyệt Nga trước mắt càng chảy nhiều hơn. Bà ngửa đầu nhìn con trai cao hơn bà một đầu. Thật vậy chăng? Vì sao con lại đứng về phía mẹ vậy? Đây chính là con trai mà bà đã một tay nuôi lớn từ khi con nhỏ chưa biết đi cho tới như bây giờ. Bùi Tạp Tư hạ mấy cái hôn lên trên mặt mẹ mình. Mẹ, người chính là người mẹ thân yêu của con. Cho dù là người có làm chuyện gì sai, con cũng đều ở bên mẹ. Huống chi chuyện này là mẹ đúng. Triệu Nguyệt Nga vui mừng gật đầu, nước mắt thật sự lại càng chảy nhiều thêm. Bà buồn bã mệt mỏi nói. Mẹ không hề nói sai đâu. Mẹ nghĩ nhất định người phụ nữ kia đã thổi gió bên tai cha con, cho nên cha con mới có ý nghĩ mê muội như vậy. Đến ngay cả lời nói của ông ấy cũng không nghe. Rất ít khi tức giận, trong đầu Bùi Tạp Tư suy nghĩ một chút, thấy trong lòng nổi lên cơn tức giận nồng đậm. Xem ra đúng là anh nhìn nhầm rồi. Tiểu Tam vĩnh viễn vẫn là Tiểu Tam, mục đích cuối cùng vẫn là muốn phá hoại gia đình người khác. Mẹ hai, à không, Hoàng Mai Diễm kia, thật sự anh đã nhìn nhầm rồi. Đã nhìn nhầm rồi. Tạp Tư, sao con lại tới đây? Vừa mới uống xong một gói linh chi bột, Hoàng Mai Diễm từ trên lầu đi xuống, tựa như ngày thường kích động cười. Có phải lại muốn đến để học mẹ hai vài món nấu ăn hay không? Ngày hôm qua mẹ hai đã nghiên cứu được vài món ăn. Thức ăn làm ra không chỉ có hương vị ngon, khẩu vị lại cực kỳ đặc biệt. Nếu như hiện tại con không vội thì có thể nói mẹ hai sẽ dạy con, đến lúc đó Tư Vũ sẽ nhất định cực kỳ rất thích. Bùi Tạp Tư yên lặng không tiếng động nhìn bà chằm chằm, đôi môi mỏng bắt đầu gắt gao nhấp nháy, biểu hiện ra đầy đủ sự tức giận của anh. Sự tươi cười trên mặt Hoàng Mai Diễm từ từ cứng lại. Tạp Tư, làm sao vậy? Bà nói đi. Từ trong hàm răng Bùi Tạp Tư lọt ra mấy chữ cực kỳ thất vọng. Ta... Hoàng Mai Diễm lui về sau một bước, cũng hiểu rõ rằng ý định của anh tới đây hôm nay là gì. Con tới là muốn chất vấn ta sao? Ta nghĩ rằng con đã tiếp nhận ta, sẽ thật thấy mọi chuyện cũng không phải như vậy. Kỳ thật là tôi đã tiếp nhận bà, bởi vì tôi cảm thấy bà và cha tôi cũng yêu nhau không hề dễ dàng. Nhưng mà tôi thật không ngờ bà lại như vậy. Được một tấc lại muốn tiến một bước. Bà vậy mà lại mê ngoặc ba tôi, làm cho trong nhà tôi chẳng đến mâu thuẫn. Xem ra so với nhóm người Tiểu Tam tuổi trẻ kia thì kỹ thuật của bà thật sự đã tới cấp bậc tổ sư rồi. Bùi Tạp Tư chậm rãi nói đầy châm chọc. Hoàng Mai Diễm trầm mặc chấp nhận lời nói của con trai. Bùi Tạp Tư lại cho rằng bà im lặng chính là chấp nhận lời nói của anh, càng thêm tức giận, hét lớn. Hoàng phu nhân, đã nhiều năm qua như vậy rồi, bà quả thật rất lợi hại. Thật lòng tôi thật sự rất bội phục bà. Kỳ thật bà đi theo cha tôi đơn giản chỉ vì tiền bạc, có phải không? Anh móc từ trong túi ra một tờ chi phiếu, đem nhét vào trong tay Hoàng Mai Diễm. 500 vạn, đủ rồi chứ? Tôi nghĩ chắc đã đủ cho cuộc sống tối tăm lúc tuổi già của bà rồi đấy. Đừng trách tôi không nhắc nhở bà. Bà hiện giờ dùng cực kỳ đau khổ, thức tha ủy mị để sống. Chỉ qua 1-2 năm nữa thôi, bà cũng sẽ giống như phu nhân già cả khác đang ngồi bên đường. Bà nghĩ rằng đã đến lúc này bà tôi còn có thể mê muội bà nữa sao? Không bằng lúc này bà hãy khẩn trương rời đi là tốt hơn. Lúc này rời đi bà vẫn còn được nở mày nở mặt, có lẽ ba tôi thỉnh thoảng còn có thể nhớ tới bà. Hoàng Mai Diễm bị Tạp Tư nói thấy xấu hổ vô cùng, nước mắt lã chã rơi xuống. Con hãy tin tưởng ta,
ta thật sự sẽ không tham gia buổi hôn lễ của con mà. Đúng vậy, mục đích cuối cùng của bà là thay thế vị trí của mẹ tôi cơ. Không phải, ta không phải như vậy, con hãy tin tưởng ta. Ta sẽ không tham gia hôn lễ, hơn nữa ta cũng sẽ rời đi, rời xa ba của con. 500 vạn này con hãy giữ lại đi. Hiện tại không phải con đang ở giai đoạn bắt đầu gây dựng sự nghiệp sao? Số tiền này con rất cần để dùng đấy. Hoàng Mai Diễm trả lại tờ chi phiếu cho Bùi Tạp Tư. Nhìn tờ chi phiếu bị ném trở về, vẻ châm chọc trên mặt Bùi Tạp Tư xem ra càng ngày càng nhiều. Xem ra khẩu vị của tiểu tam già còn lớn hơn. 500 vạn đối với bà mà nói đều không đủ hấp dẫn, đúng không? Xin con đấy, đừng nói ta như vậy. Tạp Tư, chúng ta cũng đã quen biết nhau rất nhiều năm, con còn không hiểu rõ mẹ hai của con là loại người như nào sao? Hoàng Mai Diễm nói đầy kích động, đau đớn đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bùi Tạp Tư hất mạnh cái nắm tay của bà, nói lời cay nghiệt. Tôi đương nhiên hiểu rõ bà, chẳng qua bà là loại cáo giả với kỹ thuật cao siêu không ai bằng được mà thôi. Chương 497 Đại kết cục Phần 1 Tạp Tư, sao cậu lại nói với mẹ tôi như thế? Vũ Nghề vừa tới và nghe thấy, cô tức giận trừng to hai mắt. Đứng chắn trước mặt Hoàng Mai Diễm, tựa như bảo vệ mẹ mình, hùng hổ trừng mắt với Bùi Tạp Tư. Con gái, không có gì đâu, lời cậu ấy nói là sự thật, mẹ không hề trách cậu ấy. Hoàng Mai Diễm trấn an con gái. Vũ Nghề không thể nào tức giận được, cô vừa mới sinh con nên thân thể vẫn còn rất yếu. Nếu để tâm trạng không được thoải mái hay tức giận hay đau lòng thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vốn có của mình. Trước tiên con đi lên lầu đi, mẹ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút. Không, mẹ, con không đi lên. Cô không thể để cho mẹ mình bị khi dễ như vậy được. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông cô coi như bạn bè tốt của mình, cũng là người thân của mình. Tạp Tư, cho dù là mẹ tôi có làm gì sai trái đi nữa thì cũng là trưởng bối của cậu. Cho dù cậu không truy xét bà nhân danh là trưởng bối thì cũng nên ngẫm lại. Chuyện này xảy ra như vậy, muốn sai cũng không thể một mình mẹ tôi chịu tội được. Nếu cậu muốn mắng thì cũng nên mắng luôn cả người ba của mẹ của cậu ấy. Đối với mẹ tôi thì việc cậu chỉ có thể làm là cầu xin mà thôi, cậu có hiểu không? Cầu xin? Ha! Bùi Tạp Tư cười rộ lên, giọng điệu trầm trọng. Vũ Nghe, nếu là Jerry, nếu đổi lại Jerry cùng người phụ nữ khác cặp kè nhau ở bên ngoài thì cô cũng để cho con trai cô đi cầu xin đối phương hay sao? Cậu, tôi luôn tự hào rằng Lạc Đạo Kiệt không bao giờ làm ra loại chuyện này. Nếu như anh ấy thật sự làm thì tôi cũng đành phải tàn nhẫn với anh ấy, bởi vì anh ấy đã phản bội lại tình anh em. Vũ Nghề nói rất chắc chắn. Sau đó cô kiên định yêu cầu. Bùi Tạp Tư, hiện giờ tôi muốn cậu xin lỗi mẹ tôi. Cái gì? Bùi Tạp Tư dường như đang nghe một người ngoài hành tinh nói chuyện, một câu cũng không hiểu được. Tôi nói cậu phải xin lỗi mẹ tôi. Nói chuyện nghe hài hước kê. Hiện giờ tôi nể mặt cô là vợ Jerry nên còn đối với cô rất ôn hòa. Nếu không cô không có quan hệ gì với Jerry thì hiện giờ nhất định cô đã bị tôi đá văng ra ngoài rồi. Phó Vũ Nghê thật sự là càng ngày càng có tình gây sự. Thật là bị tên đàn Jerry kia luôn chiều giết hư mà ra. Cô ta nghĩ vậy sao? Mẹ cô ta phá hoại gia đình người khác là kẻ thứ ba, vậy mà cô ấy còn muốn anh xin lỗi sao? Nếu là trước đây thì anh đã rất tin tưởng Vũ Nghê sẽ không làm như vậy. Vũ Nghê sau khi sinh con thì rất dễ tức giận. Quả thật cô không thể kìm nén được cơn giận của mình được nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy mẹ mình cực kỳ bị ủy khuất. Cậu phải xin lỗi mẹ tôi. Bùi Tạp Tư cũng chưa từng liếc mắt nhìn Vũ Nghệ một cái nào, đã trực tiếp xoay qua Hoàng Mai Diễm nói. Những lời gì muốn nói tôi cũng vừa nói hết rồi. Mời bà mau rời khỏi ba tôi, hôn lễ bà cũng đừng tham gia. Hoàng Mai Diễm vô cùng xấu hổ, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt bà, cúi đầu nghẹn ngào nói. Con yên tâm, ta nhất định sẽ rời đi. Hôn lễ của con, hôn lễ của con ta tuyệt định cũng sẽ không tới. Tốt. Bùi Tạp Tư gật đầu xoay người muốn đi. Bùi Tạp Tư, cậu đứng lại đấy cho tôi.
Vũ Nghê hô lên một tiếng, liếc nhìn mẹ mình một cái, sau đó bước nhanh tới trước mặt Bùi Tạp Tư chặn lại. Nhìn cô gái nhỏ nhắn ở trước mặt tựa như cô em gái của mình, khiến cho Bùi Tạp Tư cau mày càng sâu. Cô lại muốn gì nữa? Bốc! Vũ Nghê nâng lên cánh tay, sau đó dùng sức đánh vào bên má của Bùi Tạp Tư một cái thật mạnh. Bùi Tạp Tư nhất thời hoàn toàn ngẩn ra. Cùng lúc ấy, Tư Vũ cũng vừa vặn chạy đến bên cạnh Vũ Nghê. Cô kinh hãi, hít mạnh một hơi. Chị dâu! Chị lần này thật sự đã đổ trận lôi đình rồi. Vũ Nghê! Hoàng Mai Diễm kinh hãi, khẩn trương lôi kéo con gái mình lại. Vũ Nghê, con không thể đánh Tạp Tư. Tạp Tư, cậu ấy không nói sai. Mẹ, mẹ buông con ra, con nhất định phải làm cho cậu ấy xin lỗi mẹ. Mặc dù cô đánh người là thế, mà ngược lại cô khóc rất thảm thiết, nước mắt nước mũi tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Suốt cuộc đời của Bùi Tạp Tư chỉ một lần duy nhất bị Tư Vũ tát cho một cái. Giờ Bùi Tạp Tư thật sự tức giận, không thể nào chịu được nữa. Anh vuốt ve gò má của mình. Phó Vũ Nghê, cô bị điên rồi sao? Bùi Tạp Tư bắt được cổ tay của Vũ Nghê, nhưng lại không biết nên phát tiết như thế nào. Chẳng lẽ thân là một nam tử Hán mà lại bị tát hai lần bởi hai người phụ nữ hay sao? Tôi không có điên, tôi nói cho cậu biết, cậu không được khi dễ mẹ tôi. Vũ Nghê tức giận hô to. Tư Vũ xoay người lại, đối diện với hai người họ, giữ chặt tay của Bùi Tạp Tư. Tạp Tư, anh buông chị ấy ra, anh không được làm chị ấy bị thương. Bùi Tạp Tư lộ ra vẻ mặt vô tội, ủy khuất nói với vợ mình. Sao anh có thể đánh cô ấy được? Nếu hiện giờ anh buông cổ ra, sợ rằng cô ấy lại nhào vào cào anh. Cơ thể của Hoàng Mai Diễm đang rất suy yếu, căn bản không thể kéo được con gái của mình đang trong trạng thái bị kích thích, chỉ có thể đứng ở một bên gấp gáp đến nỗi khóc nớn. Hai đứa đừng đánh nhau nữa, đều là do mẹ sai, tất cả là lỗi của mẹ. Nhưng Vũ Nghê cùng Tạp Tư thật là cứng đầu và ngoan cố, không ai chịu thua ai cả. Cùng với Tư Vũ vừa vặn bước tới, Bùi Trấn Lương mặc dù không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hiểu ngay. Ông cực kỳ đau lòng thay cho vợ mình nên kích động la lớn. Dừng tay, hai đứa không thể đánh nhau, hai đứa là anh em ruột. Không, Hoàng Mai Diễm dùng lực lắc đầu, không cho Bùi Trấn Lương tiếp tục nói nữa. Vũ Nghê và Bùi Tạp Tư cảm thấy như cả hai đang bị rơi vào một mớ bằng bong. Toàn bộ tâm trí đều bị chấn kinh sau khi nghe Bùi Trấn Lương nói. Cô nhìn anh nhìn lại cô. Cậu ấy là anh trai của cô? Không, chuyện này làm sao có thể xảy ra như vậy được? Mẹ của cô chỉ có hai người con gái, chính là cô cùng với em gái Vũ Thường. Ba, không, Tạp Tư không thể là con trai của ba được. Cậu ta nhìn tựa như phiên bản của chú Bùi kia mà. Cô ấy là em gái ruột của anh sao? Không, sao lại như thế được? Mẹ của anh chỉ có mình anh là con trai, nhất định không có sinh thêm đứa em nào nữa mà. Ba, Tạp Tư nhìn về phía ba của mình. Không phải, Vũ Nghê có ba mà, ông ta chính là Phó Quảng Nguyên. Cô vì muốn báo hiếu cho cha mình mới có thể chấp nhận làm thế thân cho em gái mình mà gả cho Lạc Ngạo Kiệt. Sớm đã suy nghĩ đến bí mật này, người ngoài cuộc như Tư Vũ có thể tiếp thu tốt tin tức này. Cô ôn nhu dùng lời nói nhỏ nhẹ giải thích cho Vũ Nghê và Tạp Tư đang trong tình trạng lẫn lộn tâm trí. Em nghĩ hai người hẳn là cùng mẹ khác cha. Mẹ của hai người chính là Hoàng Mai Diễm. Tạp Tư, mẹ hai của con chính là mẹ ruột của con. Con là con do mẹ hai và ta sinh ra, Bùi Trấn Lương ngắt lời Tư Vũ giải thích. Hoàng Mai Diễm vừa khóc vừa không mừng lùi về phía sau, hai chân bà đã mềm nhũn liền ngã ngồi vào trong ghế sofa. Trấn Lương, anh không được nói, không nên nói ra. Bùi Tạp Tư nhíu mày, tâm trạng hết sức thống khổ, vô pháp tiếp thu sự thật này. Không, mẹ hai sao lại có thể là mẹ con được, con có mẹ ruột. Đã 35 năm kêu tiếng mẹ, vậy mà người phụ nữ anh đã kêu suốt 35 năm lại không phải là mẹ ruột của anh sao? Vậy mà người phụ nữ vẫn luôn được ở bên cạnh cha lại là mẹ ruột của anh sao? Không, làm sao lại có câu chuyện hài hước này được? Đây chính là kịch bản, là tình tiết của một bộ phim truyền hình nào đó mà thôi. Vậy mà tại sao lại bị áp vào thân thể anh được cơ chứ? Bùi Trấn Lương ngồi vào ghế sofa,
ôm chặt người phụ nữ đang khóc muốn ngất đi, đồng thời ông cũng đã khẳng định đến cuối đời ông cũng sẽ không buông tay người phụ nữ này. Bà ấy chính là mẹ ruột của con, Tạp Tư. Bà cùng mẹ có con lúc còn sống ở nông thôn đã yêu nhau rồi. Sau khi Bùi Trấn Lương quay về thành thị thì Hoàng Mai Diễm mới phát hiện mình đã mang thai. Không bao lâu sau đó bà cũng chuyển đến thành thị. Bà không có ý nghĩ muốn vứt bỏ con của mình nên đã tìm đến Bùi Trấn Lương đem chuyện mình mang thai nói cho ông biết. Khi bà tìm đến ông thì bụng bà đã lớn. Ngờ đâu nghênh đón bà lại chính là hôn lễ của ông với người phụ nữ khác. Lúc đó thanh niên cũng không như giới trẻ hiện giờ mà làm việc tùy hứng được, cho nên bà chỉ biết im lặng rời đi. Bùi Trấn Lương lại là một người trọng tình trọng nghĩa, một mực âm thầm chiều cố Hoàng Mai Diễm. Mãi cho đến khi sinh được con trai, nhà họ Hoàng không thể nhận đứa con rơi này, cho nên muốn đem đứa bé cho người khác. Mà lúc này vợ của Bùi Trấn Lương là Triệu Nguyệt Nga vừa mới đi làm kiểm tra thì phát hiện bà bị vô sinh, cho nên sau khi thương lượng thì bà đồng ý thu nhận đứa con riêng này. Lúc ấy vào hoàn cảnh này thì việc Hoàng Mãi Diễm giao con trai cho vợ chồng Bùi Trấn Lương nuôi dưỡng là biện pháp tốt nhất. Ít nhất con trai mình còn được ở bên cạnh ba ruột, nếu so với mang cho người xa lạ nuôi nấng thì còn tốt hơn nhiều. Vài năm sau đó, Hoàng Mãi Diễm được người khác giới thiệu đã đồng ý gả cho Phó Quảng Nguyên. Phó Quảng Nguyên là một người thông minh, trên phương diện kiếm tiền thì cũng cực kỳ có năng lực. Sau mấy năm kinh doanh thì cũng được coi như là một tiểu tư bản. Nhưng một người từng nghèo khó, một khi có tiền bạc thì bắt đầu liều lĩnh, tựa như căn bệnh chung rất dễ bị nhiễm của tất cả đàn ông. Bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt, cơ bản hiếm khi ở nhà, nhưng Hoàng Mai Diễm sau khi tổn thương trong tình cảm và đặc biệt quý trọng duyên phận vợ chồng của hai người, cho nên bà cũng cố gắng vãn hồi cuộc hôn nhân này. Vì Phó Quảng Nguyên sinh ra là đứa con đầu tiên chính là Phó Vũ Nghê. Thật ra mà nói, khi Vũ Nghê được sinh ra quả thật đã khiến cho ông ta bớt phóng túng một chút, cũng thường xuyên trở về nhà hơn trước và cũng đã chu cấp cho Hoàng Mai Diễm tiền sinh hoạt. Nhưng bên ngoài ông ấy vẫn không có ít phụ nữ. Cũng lúc này Hoàng Mai Diễm bỗng nhiên lần thứ hai gặp lại Bùi Trấn Lương. Cuộc hôn nhân của Bùi Trấn Lương có thể nói là không được hạnh phúc như bề ngoài của nó. Triệu Nguyệt Nga bản thân bị vô sinh, tâm tình cùng tính tình rất tồi tệ, cộng thêm việc mỗi ngày phải đối mặt với chồng mình đã cùng một người phụ nữ khác sinh ra con trai thì tâm tình lại càng thấp như rơi vào đáy vực. Nhưng Bùi Tạp Tư từ nhỏ cũng đã rất hiểu chuyện, anh rất biết lấy lòng mẹ mình, bộ dạng ngày càng xinh đẹp đã đẻ cho bà thêm nở mày nở mặt. Cho nên Triệu Nguyệt Nga không thể nào ghét bỏ đứa bé này, cho nên đối với Bùi Tạp Tư, bà thật sự mang hai tâm trạng, vừa thương vừa ghét, sự chán ghét cùng niềm yêu thương cùng tồn tại song song, khó có thể tự thoát ra được. Mặt khác, có một vấn đề trọng yếu nữa chính là bà thật sự yêu Bùi Trấn Lương, bà si mê ông điên cuồng, Bùi Trấn Lương đối với bà cũng rất tốt, cho nên dù bà có cố tình gây sự, tính khí thất thường, thì cho tới bây giờ ông vẫn là cam chịu tiếp nhận, ông chưa bao giờ oán hận bà, cứ như vậy bà không thể tiếp nhận ly hôn. Bùi Trấn Lương cũng không tìm ra được lý do muốn ly hôn, cho nên ông chỉ cảm thấy cực kỳ thương cảm cho Triệu Nguyệt Nga. Bởi vì hôn nhân của hai người như vậy, cho nên ông cùng với Hoàng Mai Diễm bỗng dưng trở thành tình cũ không dùng cũng tới, mà người ta vẫn thường gọi là ngoại tình. Sau khi nghe Bùi Trấn Lương kể lại mọi chuyện, Phụ Nghệ khóc đỏ cả mắt, bởi vì con đường tình duyên của mẹ mình thật sự đã rất thống khổ. Cho dù bà cùng chú Bùi ở cùng nhau thì cũng quả thật là sai rồi, nhưng mà đời người cũng chỉ có một lần mà thôi, cũng không thể yêu cầu mỗi người không được gây ra sự tổn thương cho người khác mà đem bi thương lưu lại cho bản thân mình được. Bùi Tạp Tư không muốn nghe chuyện của bọn họ nữa, vẻ mặt anh âm tình bất định, khiến cho không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì cả. Nếu hai người đã chia tay nhau thì vì lý do gì mà hai người vẫn ở cùng một chỗ với nhau? Nếu cảm giác được hôn nhân không hạnh phúc thì biện pháp tốt nhất sao không là ly hôn đi, sau đó lại tìm người thích hợp với mình, vì lý do gì vẫn phải ở cùng nhau như vậy? Chương 498, Đại Kết Cục, phần 2. Đạo lý thì ai cũng có thể hiểu được, nhưng mà phần còn tình cảm thì rất khó tự động điều khiển cho được. Bùi Trấn Lương cất giọng trầm thấp nói, không sai, ông quả thật đã sai rồi, nhưng hiện giờ chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng trước mắt là phải khiến cho Bùi Tạp Tư nhận người mẹ này.
Hoàng Mai Diễm kích động nhìn Bùi Tạp Tư, miệng run run gọi tên anh. Tạp Tư, Tạp Tư. Lúc này trong ánh mắt bà nồng đậm sự kỳ vọng, kỳ vọng có thể ôm con trai mình vào lòng, kỳ vọng có thể nghe anh gọi mình một tiếng mẹ. Nhưng Bùi Tạp Tư lại nhìn cha mẹ trước mặt mình với khuôn mặt lạnh lùng, sau đó lạnh nhạt xoay người. Nếu sự việc đã qua nhiều năm như vậy, trong lòng của con từ nhỏ đến lớn chỉ có một người mẹ duy nhất, vậy thì cứ để cho toàn bộ sự việc trước giờ duy trì như thế nào thì giờ cứ tiếp tục như vậy là tốt nhất. Bà vẫn là cha ruột của con, bà là mẹ hai của con, và mẹ ruột của con chỉ có duy nhất một người, chính là Triệu Nguyệt Nga. Sau khi nói xong những lời này, Bùi Tạp Tư đi ra khỏi biệt thự của Hoàng Mai Diễm. Từ Vũ nhìn vào mắt của mẹ hai rồi khổ sở đuổi theo chồng của mình. Hoàng Mai Diễm khóc ngất trong lòng của Bùi Trấn Lương, hối hận cực độ nói: đáng lẽ chuyện này chúng ta phải vĩnh viễn để trong lòng, không nên nói ra, cứ như vậy thì em càng có lỗi với Triệu Nguyệt Nga thêm nữa rồi. Đoạn chồng người không nói, sau cùng ngay cả con trai cũng phải cướp đoạt. Thật ra những chuyện như thế này bà thật sự không muốn làm. Tập Từ đúng là nó đã trưởng thành, cho nên biết sự thật em chính là mẹ của nó. Mai Diễm, anh biết em phải chịu đựng biết bao khổ sở, biết bao vất vả để đợi nó kêu em một tiếng mẹ. Bùi Trấn Lương ôm chặt mối tình đầu của ông, mẹ ruột của con trai ông, nhưng lại không phải là vợ của ông, mà chảy xuống những giọt nước mắt thống khổ bi ai. Hoàng Mai Diễm chớp chớp mắt, nhìn ra cửa, tự như có thể nhìn thấy được bóng con trai của bà. Để làm gì, cho dù chúng ta không nói, nhưng em vẫn biết nó là con trai của em, mà nó cũng đã gọi em một tiếng mẹ hai. Em còn cùng nó chung sống với nhau, hiện giờ con trai đã trưởng thành, cũng đã coi em như một người trong nhà. Thì việc gì em là mẹ ruột hay chị Nguyệt Nga là mẹ ruột cũng có gì khác nhau đâu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể cho thấy ông trời rất yêu mến em rồi. Thật sự đầy đủ rồi. Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, Bùi Tạp Tư nhìn bà với ánh mắt lạnh lùng, nhưng càng về sau anh cũng đã yêu quý bà và chịu gọi bà một tiếng mẹ hai. Về sau anh ngẫu nhiên trò chuyện vui vẻ với bà, đôi khi còn đổ dưỡng phô trương. Sau đó, sau khi hôn nhân và tình cảm đối với Tư Vũ xuất hiện nguy cơ tan vỡ, thì người mà anh nghĩ đến và mong muốn tìm một lời góp ý chính là mẹ hai đây. Lúc ấy không biết bà đã biết bao nhiêu kích động rồi. Tuy anh không gọi một tiếng là mẹ, nhưng những công việc mà một người mẹ làm cho con mình thì hầu như hai người bọn họ đã làm rồi. Chỉ đây như thôi với bà cũng đã đầy đủ rồi. Bà hà tất có chuyện gì mà không cam lòng cơ nữa chứ. Nhưng lại có một điểm quan trọng nhất, đó chính là Vũ Nghê, con gái của bà. Cô luôn bị thiệt thòi, ngay khi còn nhỏ như thế mà mẹ mình đã bỏ mình mà ra đi. Vậy mà Vũ Nghê hầu như không hề oán trách, hay điều này cũng khiến bà cảm kích ông trời. Cảm ơn con gái của mình. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con đi tìm Tạp Tư, con sẽ làm anh ấy nhận mẹ. Vũ Nghê từ trong cơn chấn động đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, giọt nước mắt trên mặt lan dài, đau lòng nhìn bà nói. Hoàng Mai Diễm đứng dậy, kéo cánh tay con gái lắc lắc đầu. Không không, không cần đi tìm Tạp Tư nói chuyện đâu. Nó nói không có sai, Triệu Nguyệt Nga mới đúng là mẹ của nó. Mẹ! Vũ Nghê thay mẹ mình nghĩ cách. Hoàng Mai Diễm ôm chặt con gái, đem đôi má vùi vào dưới bụng Vũ Nghê, giọt nước mắt tội lỗi thấm ướt y phục của cô. Con gái à, người mẹ có lỗi nhất chính là con. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con biết mỗi người đều có một điểm rất khó xử, đều có tình thế bất đắc dĩ. Vũ Nghê đau lòng ôm mẹ mình thật chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhìn mẹ hai ôm con, hai người khóc, Bùi Trấn Lương không nhịn được nữa, bèn nói: Vũ Nghê, mẹ của con. Hoàng Mai Diễm lập tức ngẩng đầu lên, nước mắt ra hiệu cho người bên cạnh và nói: Vũ Nghê, mẹ muốn nói chuyện riêng với chú Bùi, con nên về nhà đi, bà bảo cũng đến giờ bố mẹ rồi đấy. Vâng, nếu mẹ có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho con. Tối nay con cùng với Lạc Ngạo Kiệt sẽ tới thăm mẹ. Vũ Nghề xách túi lên chuẩn bị rời đi và nói. Hoàng Mai Diễm cười gật đầu, mãi đến khi Vũ Nghề rời đi mới dừng lại. Bùi Trấn Lương vịn vào đầu vai của bà, khó hiểu dò hỏi: Vì sao không nói cho con gái biết? Em phải nói. Ha, hiện giờ bọn nhỏ đều đã trưởng thành cả rồi, đều có gia đình, đều có thể tự kiếm tiền, thì em cực kỳ an tâm rồi.
đừng gia tăng áp lực thêm cho bọn nhỏ. Thực ra đến một ngày nào đó, em cũng sẽ nói cho bọn nhỏ biết. Thời gian của bà thật sự không còn nhiều, bà hy vọng nhìn thấy con cái của mình đều sống hạnh phúc, không muốn nhìn thấy bọn họ phải khổ sở, mặt co mày cáu. Gọi điện thoại cho chú Vương để ông đến đón. Vũ nghe thu hồi cơn chấn động cùng những cảm xúc bị thương của mình lại, hướng cửa chính biệt thự đi tới. Mà lúc này hai người hầu đang cầm rau xanh đi tới trước mặt cô. Tiểu Cần, bà chủ của cô đối với cô tốt quá, cho cô chiếc váy xinh đẹp như thế này. Chiếc váy này cũng phải hơn 1.000 đồng đấy. Một người trong số hai người trong bộ y phục quần đùi áo thun đang hâm mộ bạn mình nói ra. Hai cô là đồng hương, lại còn làm người giúp việc trong cùng một khu, cho nên lại càng thân nhau hơn. Tiểu Cần chính là giúp việc của Hoàng Mai Diễm, than thở tiếc nuối khổ sở nói ra. Hâm mộ tôi làm gì? Ngày tháng tươi đẹp của tôi cũng đã sắp. Vì sao cô lại nói như vậy? Bà ấy không còn cần cô nữa sao? Muốn sa thải cô sao? Không phải, tôi tay chân lanh lẹ, lại chịu khó thì sao lại sa thải tôi? Là bà chủ của tôi, bà ấy bị ung thư phổi, đã đến giai đoạn 2 rồi, mỗi ngày đều ho ra máu. Tôi nghĩ thời gian của bà cũng không còn lâu nữa đâu. Bụp, chiếc túi sách màu trắng rơi thẳng xuống lên trên mặt đất, đồ bên trong rơi ra vương vãi. Ung thư phổi. Mẹ của cô vậy mà lại bị ung thư phổi. Vừa mới khống chế nước mắt ngừng rơi thì hiện giờ cặp mắt khô đã tràn lệ nữa rồi. Không, cô không muốn mẹ bỏ cô mà đi nữa. Tạp Tư. Từ Vũ mang đôi giày da thấp chạy trên bờ cát kim hoàng sắc. Sau khi đuổi theo phía sau Bùi Tạp Tư một đoạn thì mới đuổi kịp bước chân của anh. Từ phía sau ôm lấy tay của anh, mái tóc dài của cô bị gió biển thổi bay phấp phới. Tạp Tư, anh đi nhanh quá, làm em đuổi theo không kịp. Bùi Tạp Tư không trả lời vợ, vẻ mặt khổ sở nhìn từng cơn sóng biển đang cuồn cuộn trên mặt biển. Nhìn anh mà cô cảm thấy đau lòng, ôm anh càng chặt. Em có biết trong lòng anh hiện giờ rất khó chịu. Ai mà gặp cảm tình này đều thì tâm trạng đều không tốt. Nhưng mà anh phải tin tưởng bà không có ác ý. Mẹ hai, ý của em chính là người đã sinh ra anh lúc ấy thật sự không có biện pháp nuôi dưỡng anh được. Anh nghĩ xem, thời điểm đó một người con gái chưa cưới mà đã mang thai rồi sinh con thì không được gia đình và xã hội chấp nhận và tha thứ. Mà nhiều năm như vậy, bà vẫn yêu thương anh. Bà thật sự yêu thương anh tận đáy lòng. Anh đã được rất nhiều người yêu thương mình thì anh phải thật vui vẻ hạnh phúc mới đúng. Anh thật sự là một thằng ngu đúng không? 35 tuổi đời biết được thân thế thật sự của mình. Bùi Thập Tư đón gió biển tự diễu, hương vị mặn quẩn quanh tại mũi của anh, yết hầu của anh, hai mắt của anh và hai bên tai anh là âm thanh vù vù của gió biển. Nhưng không khí của gió biển chẳng những không thổi đi nỗi phiền muộn của anh mà ngược lại làm cho anh càng cảm thấy khổ sở. Không chê vào đâu được, người mẹ hiện giờ của anh đối xử với anh rất tốt, khiến cho nhiều năm qua anh không hề hoài nghi người mẹ này. Còn mẹ ruột của mình lúc ấy rất bực, nhưng anh cũng cảm nhận được bà ấy đối với anh là yêu thương thật sự. Hai người đối với anh tốt như vậy, nhưng anh biết làm sao để nhận họ bây giờ. Nếu anh không phải là con ruột của người phụ nữ bên cạnh cha mình thì hiện giờ nhất định anh sẽ thừa nhận bà. Nhưng tình huống hiện giờ, nếu anh nhận bà thì chẳng khác nào phản bội người mẹ hiện tại của mình. Điều này sẽ khiến cho bà thêm đau khổ. Cả đời chỉ có một người chồng và một người con, giờ lại là con của người khác mất rồi. Không, anh không thể nhận được. Không, anh không ngốc. Tạp Tư, anh cần nghĩ rằng anh muốn. Tạp Tư nắm lấy hai tay của Tư Vũ, nắm trong lòng bàn tay thật chặt. Tư Vũ, nếu anh không chấp nhận bà thì em có cảm thấy anh bất hiếu không? Không đâu, yêu là cảm giác của con tim, của tấm lòng, nó không phải là hình thức. Chỉ cần em có thể hiểu là tốt rồi, chuyện này không cần nói với mẹ anh, đỡ cho bà khỏi đau đầu. Tư Vũ đau gật đầu, cô có thể hiểu. Bùi Tạp Tư từ từ quay đầu lại và ôm Tư Vũ vào lòng. Cảm ơn em Tư Vũ, em đã cho anh thêm một cơ hội. Tư Vũ dương đôi mắt nhỏ nhắn lên, vừa khóc vừa cười ôm lấy anh. Em từ khi còn nhỏ đã yêu anh, chỉ cần anh yêu em đương nhiên sẽ cho anh cơ hội. Bất quá anh tuyệt đối không được làm chuyện có lỗi với em nữa. Anh thề anh không dám nữa. Anh giơ ngón tay lên thề.
Cô tin tưởng anh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô tin anh, nhất định anh sẽ không làm cô tổn thương nữa. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Từ Vũ lấy điện thoại ra xem là chị Vũ Nghê. Bùi Tạp Tư trầm mặc. Thật không ngờ trước đây anh chỉ nói một lời đùa như vậy mà trở thành sự thật. Vũ Nghê vậy mà lại trở thành em gái của anh. Từ Vũ sau khi nghe xong điện thoại, ánh mắt lập tức trợn to hoảng sợ nói: Tạp Tư, không ổn rồi. Mẹ hai, không, mẹ ruột của anh vừa mới bị đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cái gì? Vừa mới bị đánh trúng một gậy, lại bị thêm một gậy nện nữa. Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy? Sao lại đưa đến bệnh viện? Từ Vũ nghẹn ngào sốt ruột lôi kéo Bùi Tạp Tư. Bà bị ung thư phổi, chỉ sợ thời gian không còn nhiều nữa rồi. Gậy thứ ba lại ập tới gõ vào đầu anh. Bây giờ không riêng gì đầu khó chịu mà trong lòng cũng không được thoải mái. Toàn bộ thân thể tự như không còn chịu sự điều khiển của anh nữa. Từ Vũ, lên xe, nhanh! Chương 499 kết thúc. 3. Sau khi cấp cứu xong, Hoàng Mai Diễm được đưa vào trong phòng điều trị. Khi Bùi Tạp Tư và Tư Vũ đến nơi, Hoàng Mai Diễm nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, vẫn đang cắm ống thở oxy. Vũ Nghê đang khóc ở trong lòng Lạc Ngạo Kiệt. Bùi Trấn Lương ngồi ở cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay bà. Bùi Tạp Tư bước đi chậm rãi, trong lòng cực kỳ phức tạp, đi về phía giường bệnh. Hoàng Mai Diễm nhìn con gái đang vây quanh bên mình, ánh mắt mỏi mệt xong lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại cảm thấy xấu hổ với các con. Mà Bùi Tạp Tư từ khi nhìn thấy ánh mắt rắc rối phức tạp của bà, những ý định kiên định lúc trước cũng đã buông hết rồi. Hoàng Mai Diễm là mẹ đẻ của anh, người mẹ đã mang thai, đã mang anh đến với thế giới này. Cho dù anh không chấp nhận đi chăng nữa, bà cũng vẫn là mẹ của anh. Những giọt lệ đầy kích động từ trong mắt Bùi Tạp Tư trào ra. Anh ngồi xuống bên kia giường bệnh, cầm lấy bàn tay yếu đuối không còn sức của mẹ mình. Mẹ, mẹ hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt. Phối hợp điều trị của bác sĩ nhất định sẽ khá hơn. Giọng nói của anh cực kỳ nghẹn ngào. Giờ đây anh đã trưởng thành, không ngờ đây lại là lần đầu tiên anh có biểu hiện sa sút như vậy. Nhưng mà anh không thể cố kìm nén được nữa. Hoàng Mai Diễm cũng khóc, nhưng lại là những giọt nước mắt vui sướng. Bà yếu ớt mở đôi môi khô khốc. Đừng gọi ta là mẹ. Bùi phu nhân mới là mẹ của con. Con đã có thể tha thứ cho ta, ta cũng đã rất vui rồi. Mẹ hãy cố gắng lên, sức khỏe phục hồi tốt, con sẽ đưa mẹ đi ăn dưỡng, được không? Ha, được. Hoàng Mai Diễm thở dài, sau đó tiếp tục nói. Chỉ sợ rằng ta không còn có cách nào để tham gia hôn lễ của con được, nên ta đặc biệt chúc phúc cho hai con và Tư Vũ trăm năm hòa hợp. Ta đã mua một phần quà tặng, dự định tặng cho các con, nhưng vẫn đang để trong ngăn tủ trong phòng của ta. Đến lúc đó, các con hãy tự mình qua đó để lấy mang đi. Nhất định phải nhận lấy. Đây là quà của mẹ hai tặng cho các con. Nước mắt của Tạp Tư dâng ngập tràn trong mắt, suốt cuộc trào ra dọc theo sống mũi chảy xuống dưới. Hoàng Mai Diễm đưa ánh mắt chuyển sang tới gương mặt Vũ Nghê, lại nhìn con rể ở bên cạnh. Ngạo Kiệt, ta là một người mẹ không có trách nhiệm, để cho Vũ Nghê từ nhỏ đã phải chịu không ít khổ sở. Sau này con nhất định phải đối xử tốt với nó nhé. Mẹ, người yên tâm, con hiểu mà. Nhất định sẽ không để cho Vũ Nghê phải chịu một chút ức ức nào. Con sẽ luôn yêu thương Vũ Nghê, còn yêu cô ấy hơn chính bản thân mình nữa, Lạc Cảo Kiệt nói cam đoan. Tốt lắm, Hoàng Mai Diễm cố gắng gật đầu. Còn điều này nữa, về Vũ Thường, các con phải chiều cố đến em nhiều hơn một chút nhé. Hiện giờ em nó còn chưa thành gia thất, nhất định các con phải chiều cố em nhiều hơn. Mẹ, con sẽ làm theo lời mẹ, Vũ Nghê ra sức gật đầu. Vừa rồi cô cũng đã gọi điện thoại cho Vũ Thường. Lúc này em cô cũng đang trở về bên này, hy vọng sẽ tới kịp để có thể được gặp mẹ một lần sau cùng. Sau khi Hoàng Mai Diễm dặn dò các con dứt lời, bà mới hướng ánh mắt nhìn về phía Bùi Trấn Lương. Thật sự lời này em thật có lỗi với anh. Em đã làm hại gia đình của anh, không được hoàn mỹ. Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời đối với em. Không phải, nếu có lỗi
anh mới là người có lỗi nhiều nhất. Là lỗi của em, là của em. Chính xác, bà thật sự không phải là một người phụ nữ tốt, thật sự không phải. Mọi người đều hãy đi ra ngoài hết đi, để mình Vũ Nghê ở lại. Ta còn có chút việc muốn nói với Vũ Nghê, con gái của ta. Bà vẫn còn một bí mật phải nói ra. Trong phòng bệnh, mọi người đều đã lục tục rời đi. Vũ Nghê lẳng lặng ngồi ở bên cạnh mẹ mình. Hoàng Mai Diễm ra đi cực kỳ nhanh. Bà nói mấy câu với Vũ Nghê, dặn dò lại vài lời khiêm tốn, sau đó thuận tiện buông tay nhân gian. Về sau, trong một lần khi ngồi tán gẫu với nhau, Từ Vũ hỏi Vũ Nghê lúc lâm chung mẹ đã nói chuyện gì. Hóa ra Vũ Thường là con gái của chú Bùi. Vũ Thường và Vũ Tạp Tư là anh em ruột cùng cha cùng mẹ. Mà khi nói ra chuyện này, lần đầu tiên mẹ cô dặn là không được cho Vũ Thường biết, bởi vì bà không muốn con gái của mình sẽ loạn đi hóa phá hoại hạnh phúc của chú Bùi và Bùi phu nhân. Hôn lễ của Tạp Tư và Tư Vũ được tổ chức cực kỳ long trọng, cực kỳ xa hoa, làm rất nhiều nam nữ thanh niên ghen chết đi được. Sau khi kết hôn được 2 năm, Tư Vũ lại sinh ra một đứa con trai, nhưng Lạc Ngạo Kiệt thì lại thèm muốn đến đố kỵ, đến độ nước mắt nước mũi cũng đã phun phì ra. Mọi thứ của anh nếu so với tên hỗn đản Bùi Tạp Tư kia đều mạnh mẽ không kém, thế nào mà hắn lại được song toàn một nam một nữ, còn anh lại là 2 thằng nhóc thối cơ chứ. Nói anh có 2 nhóc thối quả thật cũng là không quá lời. Lạc Giật là đứa trẻ bàn chân to không cần nói, nhưng bé con của anh bất quá cũng hơn 1 tuổi thôi, bây giờ chân nó cũng đã cực kỳ thối tha. 2 đứa trẻ này một khi đã cởi giày, mùi chân thối bay sực nức khắp cả căn phòng, xông thẳng vào mũi. Mà Vũ Nghê, vợ anh khi tan tầm trở về, chuyện đầu tiên phải làm là xem chết 2 đứa nhỏ đã rửa chân hay chưa đã. Kế tiếp, trong phòng là tiếng binh binh bàng bàng và cảnh mẹ đuổi con trốn. Mẹ lũ trẻ nói bọn chúng là 2 nhóc thối, đều không chịu rửa chân, còn 2 đứa trẻ đều đã rửa rồi, lại còn rửa bằng xà phòng thơm hẳn hoi. Nhưng cho dù có nói như thế nào đi nữa, chân vẫn còn rất thối. Cho nên 2 đứa trẻ tất nhiên là phải đi rửa chân lại, do không biết cách dùng xà phòng để rửa cho sạch sẽ. Sinh con xong, Vũ Nghê trở lại với công việc của mình. Có thể nói giá trị con người cô đã tăng gấp bội, nhất là MBS sáp nhập liên kết nơi này với bên truyền hình, mà vừa khéo ở bên truyền hình Vũ Nghê lại đảm nhận trách nhiệm làm nữ chủ biên. Ngày đầu tiên phát chương trình, tỷ lệ người xem TV tăng cao đến điên cuồng. Lạc Ngọc Kiệt đương nhiên là tiếp tục công việc kiếm tiền của mình. Hiện tại sản nghiệp của anh đã thuộc nhóm người ở bảng có phúc hay không? À, không phải là có tên trong bảng xếp hạng giống như những người giàu có của Forbes. Còn cô con gái của anh, Lạc Bình, việc làm ăn của gia đình đã thất bại hoàn toàn, bị phá sản. Con của bà ta hiện tại đang kinh doanh bán sỉ hoa quả, thật không ngờ lại rất có lãi. Âu cũng là một chuyện tốt, ít nhất thì cũng ổn định được cuộc sống. Mà Bùi Tạp Tư và Tư Vũ cũng đã thành công trong việc phát triển công ty của mình ngày càng lớn, đúng như lời thề âm thầm của chính mình, của Bùi Tạp Tư. Trong 2 năm, anh đã thuận tiện xây dựng được tòa văn phòng rộng lớn cho riêng mình. Tất cả các lĩnh vực, hệ có lợi nhuận là anh đều nhanh nhạy nắm bắt. Tư Vũ đúng là một thư ký xuất sắc cho tổng giám đốc, mọi thứ đều được cô chuẩn bị gọn gàng, ngăn nắp. Cấp dưới cũng khó hiểu, từng hỏi cô cứ làm phu nhân cho tổng giám đốc có phải là tốt hơn không? Công việc hàng ngày chỉ là quẹt thẻ đến điên cuồng để lo cho cách ăn mặc của mình. Tư Vũ cười cười nói rằng đó không phải là mục đích sống của cô. Đúng là có trời mới biết, đây mới đúng là sở thích của cô. Sở dĩ cô trở thành một người đẹp cổ cồn trắng, cách nói bóng bẩy đối với thành phần trí thức hoặc cách cấp lãnh đạo cấp cao, hoàn toàn là do sợ chồng mình lại không chịu nổi sự quyến rũ, cho nên cô không thể không đi theo anh. Nhân dịp ngày nghỉ, Vũ Nghê và Lạc Ngạo Kiệt dẫn 2 đứa con về biệt thự nhà họ Phó. Từ khi mẹ cô qua đời, sau này Vũ Nghê càng hiểu rõ về quý trọng những người thân ở trước mắt mình. Phó Quảng Nguyên cũng đã già rồi, nhưng lại được sự quan tâm rất nhiều. Có lẽ bởi vì trong tay con gái ông đã nắm chặt chẽ những mối liên hệ của Lạc Ngạo Kiệt. Tóm lại, cuối cùng ông cũng đã có bộ dáng của người cha rồi. Ba, Vũ Nghê lên tiếng chào. Ba, tiếng của Lạc Ngạo Kiệt vang lên tiếp theo sau. Phó Quảng Nguyên gật đầu, gương mặt hồng hào vẻ mãn nguyện,
sau đó đón nhận những thứ Lạc Ngạo Kiệt đưa đến. Người đến là tốt rồi, lần sau còn đến đây con không cần phải mua gì đâu. Lần trước những thứ con mua, bà vẫn còn chưa ăn hết mà. Đây là việc con nên làm, Lạc Ngạo Kiệt nói ra rất ra dáng con rể. Hiển nhiên Vũ Nghê cảm thấy có mặt mũi, mỉm cười kéo cánh tay chồng mình đi vào trong phòng khách. Mà lúc này, từ trên lầu vang lên tiếng xuống thanh đinh đinh, đang rất nhanh. Ha! Lạc đại ca, nhiều năm không gặp, anh còn nhớ em không? Lạc Ngạo Kiệt và Vũ Nghê cùng lúc hướng lên lầu. Ánh mắt Lạc Ngạo Kiệt nheo lại, cảm thấy cô gái này cực kỳ quen mắt. Chu Nhạc San! Vũ Nghê mở to hai mắt, nhíu mày, đồng thời ra sức nắm chặt cánh tay chồng mình nhiều hơn. Sao lại thế này? Chẳng phải cô ta đã đi nước ngoài, lại còn thề sẽ không bao giờ trở về đó sao? Vì sao lại xuất hiện? Hơn nữa nhìn Lạc Ngạo Kiệt giống như một món ăn vậy. Trời ạ, cô mới yên tĩnh được vài ngày, vì sao lại tới đây lại gặp trận đánh ác liệt nữa rồi? Ánh mắt cô quét sang bên cạnh, Lạc Ngạo Kiệt lại bày ra vẻ mặt ôn tồn nho nhã khi đối mặt với những cô gái khác. Điểm này thật sự không thể nào làm cho người ta yên tâm chút nào. Điên lên mất, không có cách nào cả. Ai bảo chồng của cô, Vũ Nghê này, lại là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn chứ? Cả đời này, e rằng cô đều phải luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đánh nhau với tất cả yêu tinh, bạch cốt tinh, cộng thêm yêu tinh ở nước ngoài mới hồi hương này nữa rồi đây. Hoàn chính văn. Kính thưa quý vị vừa nghe xong phần chính truyện của Chuyện Ngôn Tình Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư của tác giả Cơ Thủy Linh. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần ngoại truyện. Chương 1. Tình nhân của giám đốc đài truyền hình. Quan Tĩnh mặc bộ quần áo thoải mái về tới tòa nhà của đài truyền hình MBS. Cô mệt đến mức miệng khô lưỡi hanh. Lúc này đã là 21 giờ 20 phút, nhưng đến bây giờ công việc của cô vẫn chưa xong. Cô còn phải đem băng ghi hình cuộc phỏng vấn này đến biên tập lại cho ngắn gọn để phát đi trong bản tin sáng sớm ngày mai. Trong phòng biên tập phim, tiếng gõ bàn phím lách cách lách cách không ngừng vang lên. Ánh mắt của Quan Tĩnh hầu như không chớp, nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay linh hoạt chuyển động gõ trên bàn phím. Tiếng kêu đói bụng chợt vang lên từ nơi Quan Tĩnh đang ngồi một mình, âm thanh rất lớn làm người đồng nghiệp nam ở bên cạnh chú ý. Trời đất, em còn chưa ăn cơm sao? Đồng nghiệp nam khoảng hơn 30 tuổi, cũng là biên tập viên dò hỏi. Dạ vâng, cô gái cuộn tóc đôi ngựa gật đầu. Lúc trước em phải luôn bám sát tình hình để đưa tin, nên hầu như không có thời gian để ăn cơm. Em định chỉnh sửa lại đoạn phỏng vấn này xong, sau đó sẽ về nhà ăn cơm. Thật vất vả quá, em vào làm ở MBS cũng được nửa năm rồi nhỉ, vậy mà vẫn phải làm công việc đặt vặt này. Ai, thật là đáng tiếc. Em đúng là một nhân tài phát thanh chuyên nghiệp bị bỏ rơi. Không chỉ có kết quả tốt nghiệp cao nhất khi vào MBS, thành tích cực kỳ cũng cao hơn những người khác rất nhiều. Mẫu dáng lại xinh đẹp, kết quả chỉ có thể quanh quẩn ở cùng một ông già như anh làm cái việc tẩy xóa băng hình rú rú ở trong này cắt cắt nối nối. Nghe thấy bật đảng anh nói như vậy, Quang Tĩnh cũng chỉ cười cười. Đây chẳng phải là cách để rèn luyện sao? Lại nói hiện giờ vị trí phát thanh viên cũng không có chỗ trống, làm sao có thể sắp xếp chỗ cho em được đây? Ha, em thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Hai cô gái cùng vào với em hiện giờ đều đã lên màn hình làm phát thanh viên rồi, cũng chỉ có em còn lại ở đây. Làm việc mệt đến mức giống như con chó, gần cơm cũng như chẳng kịp ăn. À, đó là bởi vì các cô ấy tốt hơn em, cho nên Quan Tĩnh vẫn tiếp tục chăm chỉ làm việc. Lúc này trong lòng cô cũng có chút ê ẩm, cảm thấy không được thăng bằng nữa. Hai cô gái kia hoàn toàn không thể bằng mình, sao hiện giờ so với mình lại được coi trọng hơn. Hô hô, nghe nói các cô ấy đều đã lên văn phòng tổng giám đốc, sau khi ra khỏi đó lập tức được sắp xếp vị trí. Bậc đàn anh nói mà không biết nên khóc hay nên cười, trong giọng tràn ngập đầy ám chỉ sự mập mờ. Mà những lời này đã giác ngộ cho Quan Tĩnh một nhân sinh quan mới về xã hội. Không sai, nếu hai nữ sinh kia không lợi dụng đường ngang ngôi tắt gì đó, nhất định chắc chắn sẽ không thể vượt qua cô được. Tổng giám đốc cực kỳ trẻ tuổi, cũng rất tuấn tú. Vừa bước vào tòa nhà văn phòng đã có thể nhìn thấy ảnh của anh. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy anh,
Cô có cảm giác như cái gì đó nổ tung, làm chấn động trái tim, cả người đều run hết cả lên, mặt đỏ tai hồng. Quan Tĩnh, ở đây có một tài liệu quan trọng, cô mang lên lầu cho tổng giám đốc đi. Chủ nhiệm tổ chương trình đặt lên một tập tài liệu ở trên bàn làm việc của Quan Tĩnh. Vừa mới từ bên ngoài chạy về, Quan Tĩnh uống một ngụm nước, cầm tập tài liệu ở trên mặt bàn lên nói. Bảo em đi sao? Nhưng mà em có biết tổng giám đốc ở tầng bao nhiêu đâu. Tầng 32, nhanh lên, đi ngay bây giờ. Tập tài liệu này rất quan trọng, hiện tại những người khác đều không có thời gian. Chủ nhiệm vội vàng dặn dò lại, sau đó hướng về phía cửa phòng đi ra ngoài. Cầm tập tài liệu trong tay, Quan Tĩnh không suy nghĩ gì thêm nhiều, đi ra hướng thang máy. Tầng 30, tầng 31, tầng 32. Đinh. Cửa thang máy mở ra vù vù, Quan Tĩnh từ trong bước ra. Văn phòng tổng giám đốc, ánh vàng rực rỡ, hàng chữ màu vàng đập vào tầm mắt của cô. Cửa phòng làm việc chỉ khép hờ. Gõ 3 tiếng vào cửa, người trong phòng không đáp lại. Quan Tĩnh rèn sặt đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong. Một người đàn ông nằm úp sấp trên mặt bàn làm việc. Trên mặt bàn có 2 chai rượu, một chai đã hết, chai kia uống hết một nửa. Nước. Người đàn ông ngẩng mặt lên, buồn bực nói với chiếc cà vạt trên cổ áo ra là tổng giám đốc. Quan Tĩnh khẩn trương đặt cặp hồ sơ lên trên bàn trà, rót một chén nước mang đến. Người đàn ông uống rượu từng ngụm, uống hết toàn bộ nước trong chén. Cô là ai? Người đàn ông tỉnh táo ra rất nhiều, ngửa đầu hỏi cô gái ở bên cạnh. Tôi là một phóng viên nhỏ. À, cô khẩn trương chạy lại bàn trà, cầm tập tài liệu tới. Chủ nhiệm của chúng tôi bảo tôi mang tập tài liệu này lên cho tổng giám đốc ký tên. Tưởng Vũ Hằng, tổng giám đốc trẻ tuổi của MBS kích động, chợt lảo đảo đứng lên, một tay ôm lấy cô phóng viên nhỏ kia. Tổng giám đốc. Quản Tĩnh sợ tới mức kêu to, thất kinh đẩy tay của giám đốc như sắt ra. Thật tuyệt, dáng người rất đẹp, eo rất nhỏ, ngực rất nở nang, cánh tay tráng kiện đụng chạm vào nơi ngực thật là lớn, căng đầy, mềm mại, cảm giác sờ vào thật thích, ngay tức khắc đã hấp dẫn dục vọng đàn ông của anh nổi lên. Bàn tay to của anh không kiêng nể gì nữa, một tay mò mẫm ở nơi ngực của cô, một tay đi dưới tới giữa hai cánh hoa của cô. Tổng giám đốc, anh buông tôi ra, tôi chỉ là người mang tài liệu đến cho anh. Tưởng Vũ Hằng áp má vào bên tai cô nhỉ non. Tôi thích cô rất đẹp, dáng người vừa vặn, đúng là loại thân hình tôi yêu thích. Hiện giờ cô cho tôi rất hy vọng. Cô muốn gì, tôi sẽ cho cô, được không? Không. Muốn dùng thân thể trao đổi công việc ư? Cô không cần, chẳng đáng. Nụ hôn của anh vẫn áp sát, bàn tay to của anh thuận tiện vuốt ve trên người cô, đôi môi cực nóng không ngừng dao động trên cổ của cô. Xin cô đấy, đừng cự tuyệt tôi, có được không? Tôi đã bị cự tuyệt đến mức không còn đủ tự tin nữa rồi. Nếu cô lại cự tuyệt tôi nữa, tôi nghĩ tôi sẽ khóc mất, thật đấy. Anh đau khổ lên tiếng cầu khẩn, khiến cô mềm lòng, kháng cự từ từ chuyển thành nghênh đón. Chương 501, ngoại truyện, giao dịch hấp dẫn. Ngày nghỉ, Quan Tĩnh đi gặp Lý Giai, bạn gái tốt nhất cùng học hồi đại học, hiện giờ đang phụ trách chuyên mục nhi đồng trong MBS. Sắm vai người dẫn chuyện Hồng Thái Lang, cô ngồi ở trong một góc quán cà phê uống nước ép hoa quả tươi. Lý Giai thu hồi ánh mắt từ chiếc TV LCD treo ở trên vách tường, nói như phát cuồng bởi sự ghen ghét lẫn hâm mộ. Tĩnh Tĩnh, cậu nhìn A Mị kìa. Mới vậy mà đã MBS đã nhanh chóng xây dựng một chuyên mục cho cô ta rồi, lại còn không tiếc bỏ vốn đào tạo cô ta, nâng đỡ cô ta nữa chứ. Hô, thật sự làm cho người ta rất ao ước. Không biết khi nào thì chúng ta mới có thể được như thế, khi nào chúng ta mới được sự khen ngợi của lãnh đạo để cho có đầu tư tiền cho chúng ta, bảo bọc chúng ta một chút nhỉ. Quan Tĩnh nhìn lên TV trên vách tường, không có tiếng nói, chỉ có hình vẽ. Nhưng cô lại không có biểu cảm kích động như Lý Giai kia. Chính A Mị ngày đó đã gõ cửa văn phòng của tổng giám đốc, sau đó đã được sắp xếp vào một vị trí người dẫn chương trình còn thiếu. Xem ra có tổng giám đốc làm chỗ dựa vững chắc, quả thật có thể phát triển rất tốt. Để tay lên ngực hỏi, hối hận sao? Nếu chiều hôm đó cô ở lại văn phòng của tổng giám đốc, hiện tại có phải cô cũng sẽ có một vẻ mặt rạng rỡ giống như thế này hay không?
Một người đàn bà chắc chắn đều có cảm giác vừa ao ước lại vừa ghen tị, nhưng mà cái đó lại không đủ khiến cho cô hối hận. So với công việc, cô lại mơ ước có một người đàn ông yêu cô với một gia đình tốt đẹp hơn. Người phụ nữ cho dù sự nghiệp có lớn bao nhiêu đi nữa, cuối cùng cũng sẽ vẫn trở về với gia đình. Cho nên cô vẫn muốn giữ mình trong sạch, chờ một ngày kia xuất hiện một người đàn ông mà cô yêu thương, đồng thời cũng rất yêu cô. Quan Tĩnh khẽ chớp chớp hàng mi cong, rồi nhướng mắt lên, ngậm ống hút, hút nước ép trái cây sổ trong ly thủy tinh. Uống xong một ngụm, sau đó vỗ vỗ vào người bạn tốt lúc này đang kích động bởi cơn tức giận mà có chút tự mình hại mình. Được rồi, không cần phải tống tóc nữa, cái bộ dạng này của cậu khiến cho người khác không sao cười nổi rồi đấy. Lý Dài còn đang ra sức cuốn những lọn tóc đang xõa lung tung của mình áp má lên chiếc khăn. Cậu muốn cười nhạo tớ thì cứ cười đi, tớ không sợ. Ồ, nếu không phải trong nhà tớ còn có ba mẹ tớ thì hiện tại tớ rất muốn đi đập đầu vào tường, không thiết sống nữa rồi. Đừng như vậy, lớn nhỏ gì thì cậu cũng là người có tên tuổi. Đừng quên, mỗi buổi tối còn có rất nhiều bạn nhỏ đang chờ mong chị Hồng Thái Lan xuất hiện đấy. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, giờ nhắc tới, Lý Gia lại càng thêm đau khổ thêm nữa. À, Quan Tĩnh, có phải là cậu có ý giận tớ làm người dẫn chương trình Hồng Thái Lan không hả? Mỗi ngày quấn quanh người quần áo, mũ giáp rất lặng, đến không thở nổi, lại còn nóng hầm hập nữa chứ. Chỉ ở mỗi cái chỗ để thở và nơi để nhìn, kiểu này mà cũng được gọi là dẫn chương trình sao? Loại chuyên mục này cũng được gọi là lên ống kính sao? Quan Tĩnh mỉm cười nhưng vẫn đầy cảm thán, thốt lên lời nói tự đáy lòng. Cho dù có nói như thế nào, cậu vẫn tốt hơn tớ đi. Lý Dài nhào mắt lại nhìn bạn tốt với một thầm ý khác. Ánh mắt lúc này phản phất như tia X quang, hoặc giống như một chiếc kéo sắc đang cắt nát quần áo của Quan Tĩnh ra vậy. Quan Tĩnh kéo chặt lại quần áo, nhìn bạn tốt vẻ không được tự nhiên. Này, ánh mắt kia của cậu là cái kiểu gì vậy? Cái nhìn ấy làm cho tớ không thoải mái đấy. Tĩnh Tĩnh, cậu cũng không nghĩ tới việc muốn hiến thân sao? Ấy, không phải là tớ chọc cậu để chơi. Đây thật sự là một cách làm hữu hiệu đấy. Cậu vốn học phát thanh, nếu không thừa dịp lúc còn trẻ khẩn trương để bàn chân đứng vững, cậu đừng nghĩ là bản thân cậu đã từng nỗ lực. Đến lúc 40-50 tuổi rồi thì cậu còn có thể ngồi vào vị trí tổng biên tập của đài truyền hình nhé. Ai có thể một bước đạt đến vị trí kia đều là do trong mệnh của mình đã định sẵn chuyện này rồi. Tĩnh Tĩnh, cậu không phải là người vẫn luôn không tin vào số mệnh lẫn chuyện vận may đó à? Này, tớ nói thật nhé, tớ cảm thấy cậu chỉ cần hơi sử dụng thủ đoạn một chút thôi, nhất định cậu sẽ còn mạnh hơn cái cô gái kia rất nhiều. Cậu không nghe nói A Mịn lúc đó đã cho tổng giám đốc của chúng ta? Câu nói kế tiếp của giọng Lý Dài rất nhỏ, nháy nháy mắt, nói ám chỉ. Tĩnh Tĩnh, kỳ thực cậu cũng nên lo lắng một chút đi. Cậu cũng nhất định phải tìm một cơ hội. Cậu phải biết rằng tổng giám đốc của chúng ta không chỉ có tiền, tuổi trẻ đẹp trai mà thân hình lại còn cực kỳ siêu cấp đấy nhé. Wow, kỳ thực có thể được anh ta ôm lấy một lần chẳng mất gì, lại kiếm thêm được nữa chứ. Thì tớ nghĩ rằng kỹ thuật trên giường của anh ta nhất định cực tốt, sẽ thuộc loại mà có thể khiến cho phụ nữ phải dục tiên dục tử, hồn bay vào trong cõi mộng ấy chứ. Tuyệt vời vô cùng. Lại mơ tưởng được cùng anh ta một lần nữa, lại một lần nữa như thế này. Wow, càng nói về sau, biểu cảm của Lý Giai lại càng hưng phấn. Một bộ có trời biết cảnh xiii đùi trị gì đó, bộ sáng thật buồn cười. Tiếp đó bỗng nhiên Lý Giai dừng lại, lại bắt đầu khuyên bảo. Tớ nhìn cậu nhất định có thể. Ngẫm lại, chẳng lẽ cậu lại muốn lúc mình xinh đẹp nhất lại cả ngày phải ngồi ở bên đường tìm tin tức hay sao? Không sao chịu nổi sự lại nhải của bạn tốt, Quan Tĩnh nói ra bí mật chôn sâu ở trong lòng cô mấy ngày nay. Kỳ thực tớ đã từng có cơ hội, anh ta lại còn ra sức hết sức trắng trợn. Nếu tớ đồng ý, anh ta lập tức sắp xếp cho tớ một vị trí làm phát thanh viên. Phụt, Lý Dài phun hết nước trái cây trong miệng ra. Cậu có đồng ý không? Mau mau kể lại cho tớ một chút xem, sao lại thế hả? Quan Tĩnh nhẹ nhàng ngồi kể lại toàn bộ sự việc mà cuối cùng đổi lại được là: Tĩnh Tĩnh, cậu thật là khờ. Nếu tớ là cậu, nhất định tớ sẽ đồng ý. Trời ạ, như vậy mà cậu đã đem mặt mũi của tổng giám đốc
tưởng mất đi đâu rồi hả? Cậu có nghĩ tới là cậu còn có thể ngồi ngay ở FPS mà làm việc nữa hay không? Cậu đừng quên, bây giờ chúng ta vẫn còn chưa được ký hợp đồng chính thức đấy. Nếu người ta không ký cho cậu, giấc mộng của cậu sẽ làm sao bây giờ? Lời nói của bạn tốt khiến trong lòng Quan Tĩnh nhất thời khủng hoảng, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở lên trắng bệch. Không thể nào, tổng giám đốc, anh ta chắc là sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu. Cậu đã làm anh ta mất hết thể diện, người ta làm sao chịu được việc bị cậu làm cho tức giận chứ. Hơn nữa hiện giờ cậu chỉ là một phóng viên nhỏ chạy việc ở bên ngoài, cũng không có gì là này nọ để làm người ta phải giữ lại cậu đâu. Quan Tĩnh hoàn toàn thật không ngờ rằng sự việc mà bạn tốt của mình lo lắng rất nhanh liền ứng nghiệm. Cùng vào thực tập với Quan Tĩnh một kỳ, đại bộ phận được ký hợp đồng chính thức, chỉ có cô và một cậu thanh niên cứ đối diện với màn hình một cái liền bị nói cả lăm là không được ký hợp đồng. Này, sao lại có thể như vậy? Nhìn thông báo được công bố rõ ràng, cô nhất thời giống như bị gậy đánh một trận. Như thế này cô biết nói thế nào với lời nhắn nhủ của Jerry đây? Anh luôn cung cấp cho cô sách để học, chiếu cố đến cuộc sống của cô. Anh đã một lòng ký gửi ở cô để cho cô vào làm việc ở MPS, sau đó tiếp cận Phó Vũ Nghê, thuận tiện chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho cô ấy. Có phải là cô thật sự rất vô dụng hay không? Ban đêm cô trở về nhà, đang trong tâm trạng mất mát, cô cúi đầu đá hòn đá nhỏ, hoàn toàn không hề chú ý tới nguy hiểm ở phía sau. Hai gã thanh niên mặc quần jean, áo sơ mi hoa, nhìn thật ghê tởm, đang bám theo, ánh mắt trao đổi nhau một cái, rồi sau đó vẻ mặt ma quỷ nhìn về phía cô gái đi ở phía trước mà nhào tới. Hết chương 501, ngoại truyện giao dịch hấp dẫn. Hết tập 48. Quý vị vừa nghe xong tập 48 của audio ngôn tình Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư. Quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua kênh YouTube Người Đứng Trong Gió hoặc fanpage Người Đứng Trong Gió với link fanpage được admin dán ở phần mô tả bên dưới. Xin cảm ơn và chúc quý vị có một ngày làm việc thật vui vẻ.